Vũ xin chào bà con, trở lại màn ảnh của tụi em sáng hôm nay có mấy cặp kiến game 125 giờ 4 cặp à. Như có cặp này đẹp. Cũng chạy. Mấy cái game này bị chạy hết ráo. Kiến đẹp thì nó khó. Nè cặp này nó chạy quá khứ luôn. Này banh xác nó mua không có rẻ đâu, ông nói với bà con là không có rẻ đâu, đồ gin là không có gì rẻ. Mình mua vô cũng mắc chứ không phải là mình mua rẻ không mắc đâu. Cái nào mà mình mua giờ đẹp á, ken rồi mình có lời, còn mấy cái đầu chạy là chết, mình cặp nó còn lỗ. Chẳng ai á. Cặp này em bán cặp số 1, cặp kiến của Kim 125 tháo xe. Nó có chạy rất là nhiều. Đó, chạy mặt trái rất là nhiều. Cây này thì đẹp ken. Cái mã của nó là cái mã nó có AMBAS nè, mã nó khác với người ta. Rồi kiến chân cẳng đầy đủ, chứng chân dài cho anh em vô khu channel rất đẹp luôn. Channel khu 2 rất đẹp, con pha nhỏ cũng đẹp luôn. Cặp này em bán 300.000 ha. Nó chạy rất là nhiều. Cái này là nếu nó chạy gì là đã 300.000 này, cái giá này là lỗ à. Nó thiệt nó rất là chạy nha. Này, một đường, hai đường, ba đường. Còn cây bên đây thì ken cặp nó đó. Còn mặt kiến thì ba bà con bao gung lắc luôn, bên trong nó có sấp đệm là đẹp lắm, êm lắm. Kiến này đỉnh mà, của game 125. Rồi cặp số 1 300.000. Giá này lỗ. Cái có cái lời cái ấy mình là nó bình thường, chuyện bán đồ cũ là chuyện bình thường thôi. Em bán với nó quen, có chứ có sao. Ví dụ cặp cái đẹp thì mình bán đẹp. Giá mắc. Nè, cặp này cái mã bao bà con bao gung lắc, nó không gung lắc đã lắm. Này chạy chỗ ít nè ha. À cái nước sơn còn đẹp. Đó. Cái này đẹp, chúng ta lên gì là lên full channel lậm thạch rồi. Full nail, full 2, full ít, bên pha lớp trắng lớp đen qua cho mờ lậm thạch. Rồi cái cặp này 350.000 nha bà con ha. Có những cặp đẹp nhất luôn là 400 nhưng mà không có. Cho cặp kiến kia luôn đi. Số 2 350. Cái này em không có bao ship nha. Chúng ta chơi cái hệ kiến gin này thì giá nó hơi nhỉnh hơn ba cái đằng mới. Cũng mới có chục cờ mà chỉ chục ngàn nhiêu. Nhưng mà hàng mới anh em gắn lên xe đợi cái là nó rè. Rồi số 1 300, số 2 350 cho qua. Lấy đó đi. Đi vô sổ số 1 300, số 2 350. Trời ơi, trời cái số 3 này chết luôn rồi. Cái giá này lòi gan khúc nữa. Gặp cái kiến lòi khúc lỗ quá. Banh xác luôn. Cái đó chưa. Cái cặp số 3 này, cái cặp kiến số 3 này, cái cây trái này nó rất là chạy dữ tận. Cây phải đẹp ken, chạy con miếng nè. Trời ơi, cái này 290.000, lỗ nữa. Cặp số 3 290.000. Rồi, số 3 290, còn số 4. Số 4 đẹp nhất trong bài, chạy chỗ xây sắc ít, 99 ít. Nè chạy chỗ ít nha. Kiến này anh em có xài kiến này là rất là ok, đẹp trong to gõ à, không rung lắc bao luôn, nó có sấp điểm mà. Nè bên trong còn có miếng mướp, nguyên cục mướp bự vậy nè, đầy đủ hàng gin rất xe rất là em. Rồi cặp số 4 này đẹp nhất trong cái ru này thì ảnh có giá là 380.000 nha. Rồi cặp số 4 380 cho qua. Phục nay là về để phục vụ cho bà con câu ắt đây.
Phút nay bên shop em bán là 2,2 triệu một cặp, hôm nay giờ được mấy cặp nữa ha, 2,2 triệu là đôn nhôm sẵn cho bà con luôn ha. Nay ghim dài thì không có đôn là nó sẽ là như vậy, mình sẽ mướn thợ để cạo đôn nhôm vô. Cái cục nhôm đâu à, không thấy ta. Đó, mình tháo này ra, dặn cái cục nhôm vô là mình sẽ đôn lên như thế này, là mấy thành phẩm mới gắn vô xe Việt Nam được là phục nay là như thế này đây. Đó, cục nhôm là như thế này, cái này là hai cây, cây là cục nè, gắn vô đây. Đó, nay gin chăm chăm không đúng một đền mời cho anh em luôn, một cặp 2,2 triệu bên shop bán tại đây. Gửi đi xa thì thêm phí ship bằng ha, trong tỉnh thì rẻ 20,000, ngoài tỉnh thì 30-35,000, tùy theo địa phương xa gần có gửi khởi, có thể gửi toàn quốc luôn. Bao cho anh em phục nay gin chính hãng con đào Thái Lan không đúng một đền mời. Thì bạn quay bà lên mạng luôn rồi đó. Cái đúng rồi, đúng đầu gin đó thì nó sẽ có những cái số dưới đây nè, những số nào nó ra số đó gõ gàng sắc nét là đầu gin. Rồi đầu gin này nó có những cái sớ lông chuột như thế này nè, thấy không các bác, coi không rất là đẹp. Còn nó lắng ón luôn là giá gin. Còn màu vàng nó đẹp ghê không. Đó đúng là Na Thái. Còn ở trên là KBG902. Rồi lọt go nó 10 ly nè, gắn neo là lụm thịt, gắn phu cho neo là chạy bao em luôn, phu 2, phu neo, phu ít. Còn quen pha lốc trắng lốc đen thì đẩy thằng này ra, đẩy ngặt go 12 ly vô, 310 Thái nào đó. Rồi phục nai gin bên shop bán là 2,2 triệu chưa có phí ship. Đó, vỏ hộp dài đây KBG902 là sản xuất ngày 7 tháng 3 2023, Majen Thái Lan. Còn bên đây là Jun Jun Clay Monte. Rồi Nagin bán cho cô bác là 2,2 triệu nha. Rồi clip này đến đây là kết thúc nha bà con cô bác ha. Đó, cạo nhôm tại nhà luôn, khỏi lo và chân vấn đề mà chúng ta bị đổi lò xo, bị đổi lò xo, nó có tình trạng đổi lò xo mà cho lò xo giả gin vô. Ví dụ cái cây ti phục gin, còn lò xo giả gin cũng có tình trạng đó đó. Còn mình chơi tại nhà này khỏi lo, khỏi sợ. Đó, để cá nhâm đây. Cạo là phải có cái máy cạo nha bà con ha, nó mới không bị chày, mình không biết làm là bị chày. Rồi cảm ơn cô bác xem clip Vũ nha, xin chào và hẹn gặp lại nha.